Xin chào các bạn. Bạn đã bao giờ tự hỏi niềm vui thực sự đến từ đâu chưa? Khi đến với Kem Tràng Tiền, bạn sẽ thấy cuộc sống luôn tràn đầy sự thú vị. Từ năm 1958, Kem Tràng Tiền đã mang đến những hương vị đặc biệt thơm ngon, chinh phục khẩu vị của biết bao thế hệ người Việt. Hãy cùng tận hưởng từng muỗng Kem Tràng Tiền và lan tỏa niềm vui đến khắp Sơn La. Có thể bạn không biết, nhưng số điện thoại 0325 192 668 sẽ giúp bạn nhận ngay cây kem từ chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần. Nhớ nhé, cuộc sống giống như một cây kem, nếu không thưởng thức nhanh, nó sẽ tan chảy mất đấy. Hãy đến ngay cửa hàng Kem Tràng Tiền duy nhất tại thành phố Sơn La ngay hôm nay để trải nghiệm hương vị kem không thể chối từ.